Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn xóa cái con chắc, những con chắc sợ cam, những con chắc chuyên đi lừa đảo nha các bạn. Thì để xóa được con chắc thì các bạn cần mở địa chỉ chocolate của Takabanga nè các bạn. Các bạn copy địa chỉ chocolate của mình nha các bạn. Sau đó các bạn vào trang BC scan của mình nè các bạn. Những con chắc đó để mình chướng mắt hoặc là nó mài mò thông tin của mình hoặc là để trong ví mình không rất là có hại cho mình nha các bạn. Rồi sau đó thì các bạn dán con chắc xong thì các bạn kiểm tra của mình nè. Thì có một số con chắc sợ cam mà kênh mình đã cảnh báo cho các bạn, ví dụ như cái con phải không các bạn, đang chờ chút xíu mới kiếm các bạn. Rất là nhiều con luôn các bạn. Ví dụ như con men cứ hiệu là Bnet này các bạn, thì các bạn nhấp vào nè các bạn, con chắc của nó nè. Thì các bạn copy con chắc của nó nè các bạn. Thì các bạn qua sàn Bankai Swap, các bạn swap cũng đâu được đâu. Các bạn bấm match thì nó để 19 BNB, 20 BNB gì không. Các bạn bấm 0.9 nè. Phải các bạn chạy xíu các bạn. Các bạn swap cũng đâu được đâu. Nè, sau khi các bạn swap nè. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa con chắc của nó các bạn. Thì link mình có để một cái link lắp cho các bạn .net. Thì các bạn copy cái link dưới phần link mô tả dưới video của mình, các bạn dán vào trình duyệt đáp của mình nha các bạn. Sau đó các bạn dán những cái con chắc sợi cam vào đây nè các bạn. Đây, sorry. Rồi các bạn dán vào đây nè. Ví dụ như con có cái hiệu là BL, con Blut này cũng sợi cam nữa nè các bạn. Để mình dán lại con chắc của con ấy lại các bạn. Sao kỳ ta. Bạn dán vào không? Rồi bạn bấm tìm kiếm nè. Nè. Thì con có cái hiệu là tên Menet nè. Thì nó sẽ cam nè các bạn. Thì các bạn bấm vào một reboot nha các bạn. Để mình xóa bỏ con chắc nó ra khỏi cái trang BC scan của mình nha các bạn. Thì các bạn sẽ tốn phí ra là 0.08 đô phí ra tăng người ta. Rồi các bạn bấm approve người ta các bạn. Đã âm lắp xong rồi các bạn. Và các bạn lưu ý các bạn, sau khi các bạn có claim của gác này nọ, các bạn nhớ vào một cài đặt này các bạn. Các bạn vào một ba gạch ấy, vào một ví này. Rồi các bạn vào một đáp các bạn. Các bạn bấm vào một xem tất cả nè. Các bạn nhớ số lịch sử các bạn. Số lịch sử để phòng tránh các bạn bị hack ví các bạn. Và mình sẽ tìm nhiều khách cho các bạn bảo mật ví cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi để mình về mình vào mình kiểm tra cái con đó có còn trong ví mình không các bạn. Dán con chắc của mình nè. Số con chắc là mất tiêu rồi các bạn. Phan các bạn chờ một chút xíu các bạn. Rồi nè các bạn, thì những cái con nào mà sợi cam thì các bạn xóa. Ủa sao còn ta. Ok, như vậy là các bạn cứ việc reover đi các bạn. Thì để bằng mặt ví cho mình nha các bạn. Thì tại con chắc này hẹn vậy thôi chứ sau này nó cũng mắc rồi các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc rồi các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.